Giấy chuyển nhượng đất canh tác. Tôi tên Khang A Dùa, sinh năm 1978, hiện tại ở bản Mường Kha, huyện Giào San, tỉnh Lai Châu. Tôi có nhượng lại cho anh Nguyễn Chí Hoàng 50 mét đất vườn sơn trà ở cuối bản Mù Sang với giá bán là 15 triệu đồng. Chào các anh. Tôi. Chào chị ạ. Chào cô giáo. Con chào cô ạ. Chào Hà. Ui, vật trật tự. Ghi đồng đi. Tôi viết giấy này để làm bằng chứng đã nhượng và nhận đủ số tiền bán 50 mét đất với giá là 15 triệu đồng. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhất trí thì điểm chỉ vào đấy. Đấy, 50 mét đất bằng từ đây ra kia, có ngay 15 triệu đây này. Khoan đã. Trong này ghi là 500 mét đất, chứ không phải là 50 mét đất. Thế thì số tiền phải lớn hơn gấp 10 lần chứ. Ơ, chúng mày lừa tao à? Kia, 50 mét mày viết 500 mét là như nào? Mày làm à? Ừ thì nhầm. Thôi, tao không bán nữa. Về. Các anh đừng có thấy người ta không biết chữ rồi muốn làm gì thì làm. Cô giáo đi về đi, Hàng không đi học đâu. Nhà nhiều việc lắm. Nhưng mà Hàng thích đến trường, Hàng thông minh lắm. Hàng không đi học đâu, cô giáo hủ hóa xấu lắm. Cô giáo không xấu. Chị phải cho Hàng đi học thì mới biết chữ chứ. Nếu không ý, thì dễ bị lừa lắm. Giống như lúc nãy đấy, nếu như tôi không đến kịp thì sẽ thế nào? Mày nhiều chuyện quá rồi đấy. Cô Nôn, tránh xa việc làm ăn bọn tao ta. Ở đây gần đồn biên phòng, không sao ủy ban. Các anh đừng có làm liều. Mày dám mặt đấy. Có giỏi thì đi lừa những người có học ấy. Lên này lừa bà con làm gì? Mày biết ở trên này có tục lệ bắt vợ không? Mà bọn tao thì thằng nào cũng thèm vợ. Nằm xuống. Này, chúng cô lúc nãy có vẻ hung hăng bọn xít nhở? Chẳng lẽ tôi lại phải khóc lóc ỉ ôi van xin chúng nó à? Mà với bọn này thì không thể dùng nước mắt được. Thì cứ uốn lưỡi 7 lần lên. Giỏi lấy lòng người khác lắm cơ mà. Này. Rồi, không nói nữa. Bảo sao anh tán mãi không được cái Trang. Nhưng mà nếu anh yêu được nó thì có phải là nó đỡ khổ không? Tự nhiên lại dây phải một tay buôn chuối. Ai nói là tôi tán cái Trang đấy? Ừ, thì ai là người cũng suốt ngày mang chuối rồi rau củ xuống dưới trường. Cô đừng quên nhá, đồn của tôi và trường của cô là hai đơn vị kết giao đấy. Alo, gái xinh của anh đây. Anh đang làm gì đấy? Anh đang đi ăn ốc. Ăn ốc á? Đáng ghét, biết người ta thích ăn ốc rồi lại còn khoe. Mà này, anh đi ăn ốc với ai đấy? Anh đi với bạn. Có đi không đây? Thôi, em gọi lại sau nhá. Có nhiều chuyện cần nói lắm đấy. Đi bộ lên nhá, mất đà rồi. Anh Ngọc đi ăn ốc mà cũng phải báo cáo người yêu à? À, ừ, bọn anh ở xa nhau, thế cho nên là có chuyện gì cũng kể cho nhau hết. Trước kia em không biết là anh Ngọc cũng lãng mạn như thế đấy. Lãng mạn hay mà, nhưng cuộc sống phải thực tế một chút thì mới dễ sống, phải không anh? Mà chuyện của Hòa ấy, em cũng áy náy quá. Chắc là anh phải về báo với Hòa tính cách khác thôi. Bởi vì năm nay chỉ tiêu chỉ có một suất. Ừ, bọn anh cũng xác định từ đầu là sẽ khó khăn rồi. À, mà bên phòng anh đang sắp xếp lại nhân sự cho chức phó phòng mới phải không? Ừ, đúng rồi.
Sao em biết? Thật tình cờ là sếp trên huyện là chút thân tình của nhà em. Nếu mà anh có việc hay là muốn đặt vấn đề gì thì bảo em nhé. Sếp trên huyện, thế cụ thể là quan hệ thế nào với nhà em? Mà anh không cho em ăn ốc à? Anh xin lỗi. Em vào đây. Đấy, đi đi. Đấy, đẹp trai chưa? Đấy, thay nó vào. Không có đẹp, chỉ có đẹp lên. Đấy. Nào không? Một xuống đây. Nào không? Tóc cho. Dạo này phải đi cháy. Đây. Đúng không chứ? Đúng không chứ? Đúng không chứ? Đúng không? Rồi. Ra đây, cô gội đầu cho. Cô gội đầu cho em con nữa. Đầu em con cũng có cháy. Với cả mẹ em đi rừng lâu rồi. Được rồi, con cứ ra cô Hòa gội đầu cho. Để em bé lát cô gội đầu cho nhé. Cô cho em nước. Rồi, mọi người đi. Bà Duyên bị làm sao đó chị? Cãi nhau với chồng chứ làm sao. Yêu nhau ấy, thích nhất là lúc cãi nhau rồi làm lành. Đấy là ở gần. Chứ xa thế này, có khi chỉ được câu xin lỗi. Chứ bà cứ nằm khóc lóc ỉ ôi thế này á, chỉ tự gạt nước mắt, lau nước mũi thôi. Ôi giời ơi, mấy cái chuyện yêu đương nhà các cô ai mà biết được. Đấy, tự nhiên gọi điện về trách chồng quên ngày cưới. Thế xong rồi hỏi, anh có còn nhớ mặt em không? Được cái thằng chồng nó cũng thật thà. Ừ, cố cũng nhớ. Đấy. Này. Hả? Ông Ngọc nhà em, sau này liệu có thế không chị nhở? Cái con hết khôn rồi đến dại này. Việc gì mà chị cứ phải giận, nhấc máy lên gọi điện xả cho lão ấy một trận. Sao cứ phải chịu ở mức một mình? Biết lúc nãy vì sao chị khóc không? Là vì sau khi cãi nhau xong, định gọi điện hòa giải với ông ý, nhấc cái điện thoại lên thì mất sóng. Nghĩ không chỉ mình ông ý mà cả cái thế giới này đều ghét bỏ mình, ức phát khóc ra. Nào, thì có xuống ăn cơm không? Nhưng mà công nhận mạng mẽo ở đây chán thật đấy. Cái lúc cần thì tịt. Nhưng mà thôi, lần này không gọi được thì mình gọi lần khác. Chỗ này không có sóng thì mình tìm sóng chỗ khác. Đợi lúc có sóng gọi điện để ông ấy mắng cho à? Này, không có sóng thì không chết, nhưng mà không có cơm là chết luôn đấy nhá. Đói quá. Tưởng chê. Này, em xin. Tâm Vân đây. Anh Ngọc bị tai nạn, đang đưa đi cấp cứu. Máy hai chị có sóng không? Xem. Không có. Tịt rồi. Làm sao đấy? Anh Ngọc bị tai nạn, tin nhắn từ chiều mà giờ em mới nhận được. Có dấu hỏa phải không?
sao vậy? Sao? Có sóng chưa? Chưa. Sụt sụt đưa đây. Có lên được không? Được, quen rồi. Được chưa? Rồi đây. Có sóng rồi này. Mật khẩu là gì? 1802. 1802 ngày sinh cô à? Của người yêu tôi. Anh hỏi nhiều thế, gọi đi. Rồi. Có số nào đây? Anh yêu. Rồi, em vào đi. Được đây. Thế tôi bật lo ngoài cô nói nhá. Vâng. Được chưa? Chưa. Alo. Alo. Ai đây? Có phải số máy của Hòa không? À vâng đúng ạ, số máy Hòa. À xin hỏi hỏi gì? Anh hỏi giúp tôi xem anh ấy có làm sao không? Xin hỏi anh ấy tên là gì nhỉ? Anh Ngọc. Anh Ngọc. À xin hỏi anh Ngọc, người yêu cô Hòa bị tai nạn có làm sao không? Anh ấy không sao, anh ấy đang ngủ rồi. À rồi, cảm ơn ạ. Anh ấy không sao. Anh đưa máy lại, tôi nói chuyện. Tắt rồi. Anh gọi lại đi, tôi muốn nói chuyện. Từ từ. Người ta tắt máy rồi. Mà người nhà người ta đã nói là không sao rồi, thì có nghĩa là không sao. Yên tâm được rồi còn gì. Hòa này, tôi hỏi này, hai người yêu nhau lâu chưa? Sâu đậm không? Làm gì mà cuống quýt lên thế? Theo anh, 3 năm thì đã đủ sâu đậm chưa? 3 năm. Này, người như cô chắc yêu vào là xác định cưới luôn đấy nhở? Sau 3 năm ở trên này, kiểu gì tôi chẳng có một suất ở trường học dưới xuôi. Lúc đấy tôi sẽ lấy chồng, sinh con. Mà thôi, anh hỏi làm gì? Kéo tôi lên. Kéo tôi lên làm như dễ lắm ấy. Đấy, tự lên đi. Hảo, sao con lại đánh bạn? Tại vì từ lúc nó đi học, bạn mua không còn chơi với con nữa và ngồi cạnh con nữa. Mỗi chúng ta đều được chọn vị trí của mình. Nếu như con đến muộn hoặc là bạn mua không muốn ngồi với con nữa thì có nghĩa đấy là lỗi của con, đúng không? Vì thế, con phải thân thiện, hòa đồng hơn với các bạn. Thì lúc đấy không chỉ bạn mua mà tất cả các bạn trong lớp đều muốn ngồi cạnh con. Hiểu chưa nào? Vâng ạ. Rồi, bây giờ tất cả chúng ta phát âm theo cô nhá. Nào. Alo. 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 Anh có nghe thấy em nói gì không? Alo. Em có nghe rõ không? Alo. Anh đã nghe thấy em nói chưa? Sống mới chả sánh. Anh ngã thế nào? Có làm sao không? Anh đi liên hoan với phòng, hơi quá chén nên tự ngã thôi, cũng không sao đâu. Anh làm em lo quá đấy. Nhắn cho anh bao nhiêu tin thì anh không chịu trả lời. Anh cũng đang muốn hỏi em đây. Nửa đêm sao lại đi cùng đàn ông? Chỉ vì chỗ em không có sóng, không làm cách nào liên lạc với anh được, nên em phải nhờ người ta đưa em đến chỗ có sóng chứ. Sao suốt ngày sóng sánh thế nhỉ? Mà thằng dỗi hơi nào nửa đêm lại cùng em đi dò sóng thế? Anh nói lạ thật đấy. Đừng có suy diễn linh tinh. Người cần hỏi là em đây này. Cái số đuôi 679 là số của ai mà lại nhắn tin vào số của em báo là anh bị tai nạn hả? Anh biết đúng không? Lúc ấy anh say,
làm sao mà nhớ được. Thôi được rồi, em chỉ thử anh vậy thôi, chứ thực ra Vân nó cũng giới thiệu hết rồi. Em chỉ hy vọng là không phải nó lấy số của em từ máy anh. À Hòa ơi, không phải như em nghĩ đâu. Thôi, anh không sao là em cũng yên tâm rồi. Còn chuyện này ấy, mình không thể nói câu một câu hai mà xong được. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Ơ kìa, khoan đã, Hòa ơi. Hòa ơi. Alo. Alo. Anh. Anh làm sao thế? Nhìn người ta như kiểu người ta có lỗi gì ấy. Thôi nào, anh ăn cháo đi. Cứ để đấy. Thôi được rồi. Vậy thì xem bệnh nhân của em còn đau chỗ nào không nào. Không sao. Nhìn ghét chưa cả. Người yêu thế nào rồi? Ơ hay, sao mặt như bánh đa nhúng nước thế kìa. Không nặng lắm, nhưng sau vụ ngã thì đủ thứ phát sinh chị ạ. Lo có người thứ ba hả em? Theo kinh nghiệm của chị nhá, tin thì cứ phải tin, nhưng mà cẩn thận thì vẫn hơn. Bất cứ khi nào có dấu hiệu bất thường phải xử lý ngay. Chị nói đúng đấy, em cũng không muốn ngồi đoán già đoán non thế này. Có khi cuối tuần em về. Chị cũng về. Dạo này lão chồng nhà chị nói chuyện lúc nào cũng như kiểu cơm sống ấy. Xa mặt cách lòng, chị nghi lắm. Ừ, thì cuối tuần chị em mình về, để bà Loan già ở đây canh miếu một mình.